Lúc 19 giờ ngày 19 tháng 1, đội biên phòng Xê San phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng tỉnh tuần tra kiểm soát dọc bờ sông Sa Thầy thuộc địa phận thôn 8, xã Ia Tơi, huyện Ia Hờ Rai, tỉnh Kon Tum phát hiện 3 đối tượng trên chiếc xe máy chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam. Khi phát hiện tổ tuần tra, các đối tượng bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi bắt giữ các đối tượng tên Đinh Xuân Huy, sinh năm 1990, thường trú tại làng Glong, xã Iao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tang vật thu giữ gồm 3 bao tải chứa 50 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 73 kg, 1 xe máy, 2 xe mô tô. Tiếp đến lúc 11 giờ ngày 20 tháng 1 tại khu vực bờ sông Sa Thầy, lực lượng biên phòng nói trên phát hiện thêm 6 bao tải chứa 122 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 213 kg. Đội biên phòng Xê San tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao cho công an huyện Ia Hờ Rai để tiếp tục xử lý.